Chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và Ủy ban Nhân dân phường Cống Vị tổ chức lễ ra mắt mô hình cổng trường học an toàn giao thông tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Theo đó, lực lượng chức năng đã sơn kẻ vạch để phương tiện giao thông của phụ huynh học sinh tại khu vực nhà trường, duy trì kiểm tra xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, bán hàng rong, gây cản trở giao thông tại tuyến phố Liễu Giai, Phan Kế Bính, đặc biệt là tại khu vực trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tổ chức tuyên truyền tới giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng mô hình cổng trường học an toàn giao thông, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, thành lập tổ tự quản của nhà trường với thành phần là giáo viên, nhân viên để duy trì trật tự an toàn giao thông tại khu vực nhà trường. Tại buổi ra mắt, các đơn vị tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình cổng trường học an toàn giao thông tại trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Bên cạnh đó, các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã được lãnh đạo quận Ba Đình, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tặng mũ bảo hiểm, được cán bộ Cục Cảnh sát Giao thông tuyên truyền phổ biến hướng dẫn luật giao thông đường bộ cùng các quy tắc biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.